Má ra lẹ đi, ba chờ má nãy giờ đó. Trời ơi, má đang lỡ tay mà con cứ hối má hoài ha. Dạ xin dạ. Má, sao vậy nè? Mình ơi, Mình tỉnh lại đi Mình. Mai ơi, má tỉnh lại đi. Lên mở cửa phòng để ba bọc má mắt lên. Lộc ơi, đi lấy thuốc trợ tim mau, lẹ. Má ơi, tỉnh lại đi má. Ba, má còn có sao không ba? Các con đừng có lo, má của con không sao đâu. Sao má chưa tỉnh vậy ba? Hay đưa má về bệnh viện đi ba. Ba đã nói là không sao. Ba đã bắt mạch cho má của con rồi. Có lẽ là má con cũng sắp tỉnh lại rồi đó. Má, má con tỉnh rồi kìa ba. Má có sao không má? Má làm con sợ quá à. Con, má của con đã tỉnh lại rồi, không có sao đâu. Bây giờ các con đi ra ngoài đi, để yên cho má nghỉ. Dạ. Mình à, mình nghe trong người đã khỏe chưa hả mình? Em đã khỏe rồi. Em xin lỗi đã làm cho mình và các con lo sợ. Thôi, mình đừng có nói nhiều nữa. Mình nằm nghỉ một lát á. Anh dặn chị Sáu làm thức ăn nhẹ cho mình rồi. Bây giờ anh phải xuống dưới tiếp anh Thành, rồi anh sẽ trở lên với mình liền. Anh đi nghe. Dạ. Thành Lê Minh Thành. Trời ơi, sao ông trời còn xui khiến tôi gặp lại con người này? Sao ông lại khéo sắp bài cho hắn kết bạn cùng anh Phúc? Lẽ ra tôi có thể vạch mặt chỉ tên gã đàn ông bụi bạc để Phúc hiểu được con người đã gây khổ lụy cho tôi. Nhưng vì sao tôi thuộc chẳng nên lời mà quất nghẹn cứ trào dâng, tay chân như bồng rụng rời. Nửa cuộc đời đầy khổ ai trầm luân, mãi được nhờ một tấm lòng nhân. Chuyện xưa tôi đã quên dần, tâm hồn đã được bình yên. Nhưng trời ơi, sao ông khéo cơ cầu, khơi nữa làm gì bao uất hận thâm sâu. Tôi nên cư xử thế nào để các con khỏi chịu thương đau? Phúc là ân nhân đã có công tay tạo, mà các con tôi đang hết mực tôn thờ. Nếu như mà lỡ vỡ chuyện này, chúng sẽ đau lòng biết bao. Huệ ơi, anh Thành đã về từ lúc nãy rồi. Nhưng mà không sao, mai mốt anh đi tái khám, anh sẽ xin lỗi ảnh. Ủa kìa, Huệ, tại sao em khóc vậy? Không. Em ơi, trong người em có sao không? Dạ không. Mấy ngày nay em lo quyên góp từ thiện, không có thời gian nghỉ ngơi nên em bị mệt thôi mà. Nhưng mà tại sao em khóc? Mà thôi, nếu mà như em không muốn nói thì anh cũng không dám hỏi nữa đâu. Nhưng mà đừng có khóc nghe em. Có gì đâu anh. Mười mấy năm nay, hễ mỗi lần đau ốm, nhận lấy sự chăm sóc tận tình của anh, trong lòng của em lại dâng lên nỗi ưu phiền hận tủi. Và ký ức lại hiện về những năm tháng xa xưa. Cái thuở mà em đang tay bê tay bồng, đứa thì đói con, đứa thì lắm bệnh ngặt nghèo. Túi rộng chân không hoang mang và tuyệt vọng, không vì cả con khờ em đã chết cho xong. Em đã hứa với anh
sẽ coi đó như là giấc mộng và lãng quên đi mọi nỗi ưu phiền. Nhưng em không thể nào quên được những thì thòi mất mát của riêng anh. Quê ơi, trong tận cùng sâu thẳm của trái tim anh chưa bao giờ chứ đừng nói ưu tư thiệt thòi mất mát, mà những thứ cho đi là chất thơ chất nhạc nâng bóng đời anh trong cuộc sống trang hoàng. Nó làm cho sự hiện hữu của anh không té lạnh nhạt nhòa. Chính mẹ con em đã bù đắp cái khoảng không gian trống trải và những thiệt thòi trong số phận của anh. Dù quan hệ của chúng ta chỉ trên danh nghĩa để cho vuông tròn những khiếm khuyết trong đời nhau, thì không ai là người ban bố cho ai. Em chớ để ưu hoài gợi lên vết thương lòng năm cũ. Con em có đem đến cho anh được gì đâu, có chăng là anh phải chịu thêm trách nhiệm nặng nề vất vả. Tại sao em không nghĩ rằng nếu không có mẹ con em á, thì những thứ anh cần là sẽ không tìm thấy được. Đành vậy. Nhưng Phúc ơi, em chỉ sợ rồi sẽ có khi anh chuốc lấy. Bức hạnh đời em như bóng mây đen dần vô quay về. Em đã từng xem anh như cổ thụ để ngọn gió yếu mềm em có chỗ tựa nương. Lỡ như mai này trời đất nổi phong ba, cây cổ thụ sương trọn cơn giông bão. Và nếu như bị dập dồi gãy đổ thì em biết làm gì để bảo vệ đời anh. Em à, sao em khéo lo xa quá à. Sự có mặt của mẹ con em ở trong cuộc đời anh chính là thành lũy vững chắc để bảo vệ anh vĩnh viễn. Em có hiểu anh không? Em hiểu, nhưng em vẫn sợ lắm anh Phúc à. Nhưng mà tại sao hôm nay cứ nhắc cái chuyện xưa hoài vậy hả em? Cái dị dạng ấy hại hùng quá, nên mỗi khi em chợt nhớ tới, trong lòng em vẫn còn thấy lo sợ. Mỗi lần nhớ tới, em cứ nghĩ đến anh, đến các con luôn ở bên em, thì anh tin rằng nó sẽ không đủ sức làm cho em sợ nữa. Bây giờ hãy nghe anh, để anh kêu chị Sáu bưng cháo lên cho em ăn. Ăn xong rồi uống nước á, rồi em nằm nghỉ. Khi thức dậy là em sẽ khỏe ngay à. Chờ anh nghe, để anh xuống anh kêu chị Sáu nghe em. Phúc ơi, trong cuộc đời này còn được bao nhiêu người có trái tim nhân hậu như anh. Vì vậy em rất sợ người đàn ông kia sẽ vấy bẩn trái tim anh bằng sự hờn ghét ích kỷ. Trừ em ra, có ai hiểu được sự thiệt thòi mất mát của anh đâu. Rồi qua lại đời tôi, lòng nghe ra băng từ ấy lâu rồi. Mà xuân tôi chờ không tới, mây mù giăng muôn lối đầy, bước chân hoa đi về lạc lối. Bây giờ tôi lại gặp em.
còn đây dáng xưa màu mặt Huyền em đã tìm neo bên tôi còn mong gọi tên người nhớ mong giờ như mong Anh Thành. Lan, có chuyện gì mà Lan đến đây vậy? Đến để tìm anh chứ có chuyện gì đâu. Tìm tôi à? Sao Lan biết tôi ở đây mà tìm? Thì em đến nhà, nghe đệ tử của anh nói là anh đến đây để phát quà từ thiện. Em giọt thẳng đến đây liền. Anh thấy anh tài hơn. Lan à, bữa nay không làm ăn gì sao mà rảnh quá vậy? Nghề tự do mà anh, có ai ràng buộc em đâu mà anh sợ. Anh xấu lắm nghe. Em đã nhiều lần căn dặn với anh, nếu đi phát quà thì nhớ rủ em theo. Em muốn bắt chước anh làm việc thiện với đời. Vậy mà lần nào đi anh cũng âm thầm im lặng. Hay là anh muốn một mình được người ta khen tặng, không để em theo vì sợ em sẽ chia phần. Lan làm như tôi là bọn trẻ, không bằng những việc tôi làm đâu cần để nghe khen. Em nói chơi chứ bộ. Ủa, phát quà cho bọn trẻ chưa? Mà anh ngồi đây vậy? Tôi giao cho nhà trường chứ có lần nào tôi trực tiếp phát quà cho bọn trẻ đâu. Vậy mà ngồi đây không chịu về. Nè, hay là mình đi ăn nha. Em mới phát hiện ra một tiệm ăn vừa ngon vừa lý tưởng. Em bao anh đó. Không được. Sao vậy? Tôi còn đợi một nhà hảo tâm khác. Chúng tôi sẽ cùng nhau đóng góp xây dựng thêm nhà ở cho bọn trẻ. Nhà trường có hẹn hôm nay chúng tôi gặp mặt. Vậy hả? Cho em đóng góp với. Thôi để dịp khác đi. Người ta tính toán đâu vô đó rồi. Anh đó, chẳng thà là hợp tác với người ngoài, chứ không thèm để ý gì đến em hết á. Bộ anh chê tiền của em hả? Lan à, tụi mình lớn tuổi hết rồi, nói chuyện cho đứng đắn một chút. Nè, đừng có làm đúng điệu như vậy, người ta thấy kỳ lắm. Con người của anh cứng như khúc gỗ vậy hả? Hèn gì cho tới bây giờ vẫn còn độc thân cũng phải mà. Đó, lại nói chuyện Lan man nữa rồi. À, hay là bây giờ Lan giúp tôi chuyện này nghe. Chuyện gì? Anh nói đi. Lan hãy đến nhà nói cùng thằng Minh. Tôi đã hẹn khách 10 giờ sáng nay. Bảo nó điện giùm hẹn vào ngày mai, vì tôi có chuyện gấp mong người ta cảm thông. Em biết rồi, anh muốn đuổi em đi, chứ nhắn cậu Minh thì khó khăn gì. Nhấc điện thoại lên là nó rõ tức thì. Cần chi mà em phải đích thân về? Kiểu này quen quá anh đừng mong vui em. Tôi có việc nhờ Lan, muốn giúp hay không là tùy, chứ đừng có bắt bí tôi như vậy. Thôi được, để tôi đi gọi nó cho. Anh Thành, nói vậy chứ ai không giúp hồi nào đâu. Trời, lớn rồi còn bày đặt giận nữa. Em đi liền nè. Thấy ghét quá à. Trời đất ơi, cứ như là con nít vậy đó. Kìa, Huệ, Huệ ơi. Hả? Mấy ngày nay tôi có cảm giác như trái đất này thu hẹp lại, nên tôi cứ phải đối diện với sự gặp gỡ mà tôi không một chút đợi mong. Nhưng tôi đã tìm kiếm cuộc gặp gỡ này suốt mười mấy năm nay, kể từ khi cuộc đời tôi sống lại. Ông có chết hồi nào đâu mà bảo rằng sống lại. Chính mẹ con tôi mới là nạn nhân. 20 năm xưa đã chết một lần, chết vì lang thang đói lạnh cơ bần. Khi bị người ta đang tâm phản bội, chẳng chút thương tình xua đuổi mẹ con tôi. Tôi rất khổ tâm khi phải làm như vậy, chứ nào phải tôi đây vong tình phản bội. Buộc tôi phải làm mà tan nát cả con tim. Thôi tôi xin ông đừng nên khơi lại. Khi giữa lòng tôi vừa nguôi đi uất hận, tôi đã có chồng và đang hạnh phúc. Ông không có quyền đòi hỏi ở nơi tôi.
20 năm qua tôi dai rứt trong lòng, biết mẹ con em giờ tôi dạt về đâu. Gặp lại em sông cạnh bên chồng, các con đã nên người tôi cũng thấy an tâm. Ông đâu còn có lương tâm để thấy bình yên hay muộn phiền rãi rứt. Có chăng là sự ghét ghen, là niềm thất vọng khi thấy mẹ con tôi vẫn bình yên trong cuộc sống sang giàu. Vì ông cứ nghĩ rằng mẹ con tôi phải chết từ năm nào. Với số tiền nhỏ nhoi mà ông bảo là trách nhiệm, khi nhét vào tay tôi rồi xua đuổi tôi đi. Không đủ thuốc thang cho thằng bé mới thôi nôi, lấy đâu mà nuôi được tôi và con Mai mới vừa 3 tuổi. Ông tin rằng sau một chặng đường giống rồi thì mẹ con tôi đã chết gục ven đường. Có bao giờ tôi muốn cho mẹ con em điều đó đâu, nhưng ông đã làm điều đó. Ra tôi phải cảm ơn ông. Nhờ ông mà các con tôi mới có được ngày hôm nay. Cũng nhờ ông mà hôm nay tôi mới có được một người chồng tài ba đức độ. Huệ ơi, thấy được những gì mẹ con em đang thụ hưởng, tôi hiểu rằng mình nên tiếp tục lặng câm. Tôi đã câm lặng ròng ra 20 năm, chờ gặp lại vợ con để nói lên lời tâm sự. Nhưng tất cả bây giờ đã trở thành vô nghĩa. Tôi sợ làm khuấy động sự yên lành của mẹ con em. Tôi xin được làm loài trai buồn ngắm ngọc để tự mình nâng niu và trân trọng riêng mình. Để trong mắt em tôi vẫn là tên đê tiện sợ khanh như thời gian qua em từng. Cho hạnh phúc ngọt ngào, đừng dối phai màu trong cuộc đời em. Sâu xa quá, bí hiểm quá. Sau 20 năm lăn lóc giữa chợ đời, tôi vẫn chưa đủ khả năng để hiểu được con người như ông. Nhưng thôi, có lẽ nhà trường họ đang chờ tôi bàn công việc. Xin chào ông. Huệ, không lẽ Huệ chính là nhà hảo tâm mà họ vừa nói với tôi à? Nếu phải thì sao? Mà họ nói với ông đây làm gì? Huệ biết không, người thứ hai đóng góp cùng Huệ đi xây nhà ở cho bọn trẻ chính là tôi đây nè. Ông nói sao? Người đó chính là ông à? Phải. Ôi, một sự trùng hợp ngẫu nhiên để chúng ta cùng đóng góp vào một việc làm hữu ích. Nếu là ông thì tôi sẽ nói với họ rằng tôi từ chối. Từ chối? Nhưng tại sao vậy? Vì tôi rất hoài nghi tâm lòng của ông. Đến con ruột mà ông còn dứt bỏ chẳng thương tình, thì làm sao ông có được tình thương yêu bao đứa trẻ mồ côi? Vì chúng chẳng ruột rà cũng không hề thân thuộc, ai tin được bây giờ? Em đừng mặc cảm chuyện đời riêng tư mà đem giả hoài nghi. Con người của tôi em hiểu sao cũng được, nhưng việc làm hôm nay tôi rất đổi thành tâm. Tôi đâu có quyền ngăn cản chuyện của ông. Ông muốn làm gì á, xin ông cứ tự nhiên. Riêng tôi thì quyết định không cùng ông liên hệ. Đã hứa với người ta nếu em làm như vậy tránh sao điều gì nghĩ. Tự tôi sẽ có cách giải thích thỏa đáng. Ông đừng ngại, và chính bản thân tôi cũng không muốn ai biết về quan hệ xưa kia giữa chúng ta. Tôi nhắc nhở ông một điều, không cần biết ông thân thiện với chồng tôi với mục đích gì. Nhưng nếu không muốn bị chồng tôi khinh rẻ thì ông đừng bao giờ dại dột mà nói rõ thân phận của ông. Chào ông. Quế. Quế.